Làm người cần phải trung thực khi nghèo, giản dị khi giàu, im lặng khi giận. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Ngẫm Chuyện Đời. Quý vị thân mến, có câu nói là không có nguyên tắc sẽ không tạo ra tiêu chuẩn. Làm người phải có nguyên tắc bất tuân theo tiêu chuẩn. Các nguyên tắc sống được ví như là một đường dây xe lửa, trông có vẻ phức tạp, nhưng nó có thể giữ cho con tàu chạy theo một lộ trình an toàn và đúng giờ. Nhìn một người sống có nguyên tắc hay không, bạn có thể thấy được tính cách nhân phẩm của người đó. Với tuổi già mà nói, nguyên tắc sống không chỉ là kim chỉ nam mà còn quyết định tương lai tuổi già hạnh phúc, an nhiên hay đau khổ, bất hạnh. Và sau đây là bốn nguyên tắc sống bất di bất dịch của tuổi già. Mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. 1. Nguyên tắc thứ nhất, trung thực khi nghèo khó. Lòng trung thực hay nói cách khác là một cách sống thật với bản thân và mọi người xung quanh. Chúng ta có thể giả dối hay lừa lọc hoặc chọn cách trung thực thật thà ngay thẳng. Đó là tùy theo bản chất của mỗi con người. Thế nhưng, chỉ có lòng trung thực mới là một trong những yếu tố quyết định cho tương lai của bạn sẽ là người thành công hoặc thất bại. Bởi đức tính trung thực luôn cần thiết cho công việc và cuộc sống. Đặc biệt, càng nghèo khó, bạn lại càng phải sống trung thực. Bởi chỉ có như vậy, bạn mới nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Có câu chuyện như thế này. Một ngày nọ, ông lão ăn mày xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ. Ông nói với người quản gia, vì tình yêu của Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này. Người quản gia trả lời, tôi phải hỏi ý kiến bà chủ đã. Bà chủ là một quý bà hà tiện. Bà nói, hãy cho ông lão tội nghiệp một ổ bánh mì, một thôi nhé. Đưa bánh ngày hôm qua ấy. Ông lão trở về gốc cây nơi trú ngụ cả ngày lẫn đêm, ngồi xuống lôi ổ bánh mì vừa xin được ra ăn. Đột nhiên, răng ông cắn phải vật gì đó rất cứng. Ông hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc nhẫn vàng nạm kim cương mặt ngọc trai. Ôi, mình thật may mắn. Ông lão nghĩ thầm như vậy. Mình bán chiếc nhẫn này đi và sẽ có đủ tiền trong một thời gian dài. Thế nhưng lòng trung thực của ông lão ngay lập tức ngăn ý định đó lại. Không, ta sẽ tìm chủ nhân của chiếc nhẫn và trả lại cho họ. Bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ GX. Ông lão liền đi thẳng đến cửa hàng và tìm hỏi cuốn niên giám điện thoại. Cả thị trấn chỉ có mỗi một gia đình có tên bắt đầu bằng chữ X, gia đình Sofina. Quyết tâm sống thực. Ông lão vội đi tìm nhà Sofina và rất bất ngờ vì đó chính là gia đình đã cho ông ổ bánh mì. Ông nói với người quản gia, tôi tìm thấy chiếc nhẫn vàng trong ổ bánh mì ngài mới cho tôi. Bà chủ vui mừng khôn xiết, may quá, tìm được chiếc nhẫn bị mất rồi, ta đã làm rơi nó khi xem thợ nhà bột làm bánh. Chữ gì? Là tên viết tắt của ta. Sau một hồi suy nghĩ, bà chủ nhà nói, hãy cho ông lão tội nghiệp đó bất kỳ cái gì ông ấy muốn, miễn là đừng đắt quá. Ông quản gia quay qua hỏi ông lão vì hành vi cao thượng, ông muốn được nhận phần thưởng gì nào? Ông lão ăn xin nói, cho tôi một ổ bánh mì, thế là đủ cho tôi rồi. Thấy ông không có lòng tham, bà chủ bỗng nảy ra sáng kiến giữ ông lại để trông nom kho trong nhà. Từ đó bà hoàn toàn an tâm, không bao giờ còn sợ mất trộm nữa. Còn ông lão thì có việc làm đến suốt đời. Thưa quý vị, không phải may mắn đã mỉm cười với ông lão ăn xin, mà chính là lòng trung thực đã đem lại điều tốt đẹp cho cuộc sống của ông. Quả thực trong lúc nghèo khó, không có tài sản vật chất trong tay, thì đức tính trung thực chính là thứ tài sản tinh thần quý giá nhất. Người sống trung thực thì lòng luôn nhẹ nhõm, thoải mái, luôn nhận được sự tin tưởng, yêu quý, tôn trọng của người khác. Hơn nữa, nhờ đức tính trung thực, rất có thể những cơ hội thay đổi cuộc sống sẽ đến với bạn theo cách mà đôi khi bạn không ngờ tới. 2. Nguyên tắc thứ hai, giản dị khi giàu có. Nghiên cứu của một tạp chí nước ngoài về thói quen ăn mặc của người giàu đã chỉ ra những điều sau đây. Những người nghèo cố gây ấn tượng bởi những gì họ có như là mặc trang phục, giày dép. Đó là bởi vì họ không có khả năng thể hiện bản thân
theo bất kỳ cách nào khác. Nói một cách hài hước, người nghèo dường như muốn dùng trang phục để che đi cảm giác buồn bã, thua kém và tránh cái nhìn soi mói của người khác. Những người thuộc tầng lớp trung lưu gây ấn tượng bởi phương tiện đi lại, một chiếc xe ô tô thời thượng, xe phân khối lớn. Họ không muốn trông giống như là một kẻ nghèo khó, nhưng chưa có đủ khả năng thay đổi hoàn toàn lối sống để thể hiện. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu thường gây ấn tượng bởi ngôi nhà họ sống hoặc những nơi họ từng tới. Một số sống trong những ngôi nhà sang trọng ở khu nhà giàu, một số là kiểu triệu phú nhà bên với ngôi nhà hết sức bình thường nhưng lại thường xuyên đi du lịch tới những nơi xa xỉ. Còn những người giàu có thực sự gây ấn tượng bằng những việc họ làm. Thực chất, sự giản dị sẽ làm bạn gần gũi, dễ hòa nhập với những người xung quanh hơn. Đừng để sự xa hoa bóng bẩy khiến bạn trở thành kẻ tách biệt. Nhất là tuổi già, hạnh phúc lớn nhất là có người bầu bạn sẻ chia. Sống trên núi tiền mà phải sống một mình có lẽ cũng chẳng vui vẻ gì. 3. Nguyên tắc thứ 3. Im lặng khi giận dữ. Quý vị thân mến, khi cơn tức giận dâng lên, có lẽ điều đầu tiên mà bất cứ ai cũng muốn làm là tàn phá môi trường xung quanh để trút giận. Hàm muốn được tranh luận cãi vã để giải quyết khúc mắc trong lòng là nhu cầu hết sức tự nhiên vào những khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên, đó cũng là cách nhanh nhất để bạn lún sâu vào cái hố rắc rối phức tạp hơn. Dù ở phương Đông hay là phương Tây, thì từ thời xa xưa, các bậc tiền nhân cũng đều dạy rằng một điều nhịn chín điều lành, đó chính là bí quyết sống vàng đã giúp nhiều người tránh khỏi tai họa không cần thiết. Rất nhiều trường hợp trong cuộc sống, khi giận dữ, chúng ta sẽ nói nhiều lời gây tổn thương người khác, dẫn đến những cuộc tranh cãi lớn hơn. Và khi bình tĩnh lại, chúng ta mới hối hận, nhận ra là mình đã sai. Nhưng lời xin lỗi muộn màng liệu có xóa bỏ được hết những tổn thương mà người nghe gánh chịu hay không? Với tuổi già, nóng giận còn dễ nảy sinh ra những bệnh lý như huyết áp cao, tim và đột quỵ đấy. Do vậy, im lặng khi giận dữ là nguyên tắc sống vào tuổi già cần phải luôn ghi nhớ và thực hành trong đời sống hàng ngày. 4. Nguyên tắc thứ 4. Lịch sự khi có uy quyền. Dù bạn có quyền thế tới đâu, cũng phải biết kính trên nhường dưới, bởi vì ai cũng muốn mình được tôn trọng, không nên dùng từ ngữ thô lỗ xúc phạm những người xung quanh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.